Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay lại kênh của mình. Đấy, nay có mình có mẫu đèn trang trí ngoài trời cực kỳ đẹp này, giới thiệu đến các bạn nhé. Giá thành rất là rẻ. Mẫu này thì nó có rất nhiều cảm biến nhé, cảm biến bật tắt, tự động bật tắt khi trời tối trời sáng này, cảm biến chuyển động khi có người đi đến, tự động bật tắt này. Đó, rất là tiện. Cái sản phẩm này thì sẽ phù hợp để gắn các cột cổng, cột tường rào hoặc là ngoài trời nhé, sân vườn rất là hay luôn. Ánh sáng rất là mạnh. Đây là cái phụ kiện đi kèm gồm có ốc để gắn, hay vị trí gắn ốc. Đây thì mình test cái ánh sáng nhá, thì khi nó là sẽ cả cảm biến trời sáng nên là các bạn muốn test thì các bạn phải bịt cái này lại nhá. Đó, ánh sáng cái màu sáng nắng cực kỳ mạnh luôn. Đó, bên dưới này cũng là sáng nhá, khi các bạn gắn lên cột thì nó sáng ra bốn góc luôn. Đó, rất là đẹp. Cái ánh sáng này thì nó sẽ tự cảm biến, ban ngày thì nó tắt, ban đêm thì nó sáng, và cái tấm pin năng lượng mặt trời này sẽ nạp năng lượng cho tấm viên pin lithium bên trong nhé. Khả năng sáng sẽ là xuyên đêm nếu ở chế độ sáng nhẹ nhé. Đèn này có ba chế độ sáng, đây là sáng mạnh, sáng yếu, sáng vừa. Đó. Thì ở đây có rất nhiều các tính năng, như các bạn mà sử dụng xuyên đêm thì các bạn cài cái tính năng là có người đi đến thì nó sáng mạnh, mà khi không có người thì nó trở về chế độ sáng yếu để bảo vệ, để tiết kiệm pin, ánh sáng bao là xuyên đêm luôn. Sản phẩm này bên mình cũng đang phân phối ra thị trường trên toàn quốc. Bạn nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình cho bên mình nhé. Đó, đây là hỗ trợ tư vấn. Đó, cái sản phẩm này thì nó rất là nhỏ gọn, bằng như ABS, kính cực kỳ trong, phù hợp gắn ngoài trời, cột cổng, cột tường rào, rất là đa năng luôn. Hoàn toàn chống nước nhá, chống nước 100%. Thiết kế ngoài trời, đèn sáng rất là bền bỉ, đặc biệt cái ánh sáng nắng vàng nắng nó rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Đó. Nhìn thế này thôi nhưng mà nó rất là sáng nhé. Đây mình đang quay dưới cái bóng điện cao áp nhưng mà nó ánh sáng của nó rất là tốt này. Đó. Tiêu thụ thì cực kỳ nhẹ điện thôi, nên là sẽ giúp cho cái viên pin này sẽ kéo dài được cái ánh sáng gần như là gần xuyên đêm nếu ở chế độ sáng yếu nhé. Đó. Còn các bạn mà bật cái chế độ sáng mạnh này thì nó cũng được 3-4 tiếng thôi. Vì cái chế độ sáng này là nó rất là mạnh đấy. Đây, chế độ sáng yếu này thì nó sẽ mờ như này, nó rất là đẹp cho các cái khung cảnh cột cổng tường rào hoặc là ngoài hiên gia đình nhà mình, rất là tiện nhé. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nhé. Quan tâm thì các bạn cho bên mình để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn nhé.